Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 30 cái token Monet. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram. Chọn join này, quay trở lại, join tiếp vào kênh thứ hai. Chọn join này, sau đó quay trở lại. Follow Twitter này. À, join vào Discord này. Rồi, chọn verify. Tích vào dấu tích và sau đó quay trở lại. Join tiếp vào Twitter. Bấm chọn theo dõi và quay trở lại. À, nó yêu cầu là retweet cái bài đăng của nó. Rồi, mọi người vào lại Twitter cho mình. Kéo lên, chọn like và chọn retweet. Rồi, sau đó quay trở lại này. Tiếp tục like Facebook và add 3 người bạn ở cái mục bình luận. Rồi, mọi người chọn like này. Sau đó tìm đến bài đăng của nó đây. Mọi người kéo lên, chọn like nhé. Và bấm tiếp vào mục bình luận cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tác thẻ 3 người bạn vào đây. Rồi, sau đó gửi này. Ok, và quay trở lại. Tiếp tục ra vào Medium. Rồi, mọi người mở VPN lên. Quay trở lại. Tải lại trang Medium. Rồi, chọn follow này. Sau đó quay trở lại bot. Chọn submit. Rồi, mọi người chọn check này. Nhập username của Discord. Rồi, sau đó nhập username của Twitter. Ở đây là mọi người, nó yêu cầu là mọi người không nhập a còng nhé, mọi người chỉ nhập username bình thường thôi. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ copy cái hashtag này và vào cái copy hashtag này cho mình nhé. Rồi, chọn copy path này, sau đó là copy ba cái hashtag này, hai cái hashtag này. Rồi, vào bấm vào zip airdrop tweet này. Rồi, mọi người sẽ hoàn tác, có thể trích dẫn lại. Ở đây thì mọi người sẽ test thẻ 3 người bạn và gắn cái hashtag đó vào. Rồi, gắn thêm hashtag và chọn tweet lại. Rồi, sau bấm vào xem này. Rồi, mọi người sẽ bấm vào chia sẻ và sao chép cái liên kết này. Quay trở lại bot. Nhập cái đường link nó vào đây. À, đúng rồi, mọi người nhập đường link vào đây. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập cái profiling của Facebook nhé. Mọi người vào lại Facebook cho mình. Rồi, chọn vào ảnh đại diện này. Chọn dấu 3 chấm. Sau đó sao chép liên kết. Quay trở ra. Rồi, tiếp theo chọn đôn. Sau đó thì chọn đôn. Và ở đây thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví của cái mạng Avalanche nhé.
Thì nếu mà ai chưa add cái mạng này ở trên ví MetaMask thì mọi người có thể tìm kiếm các video hướng dẫn ở trên ví trên YouTube nhé. Sẽ có những thông số đầy đủ và mình cũng có để cái thông số ở dưới phần mô tả. Thì mọi người có thể copy các thông số đó để add cái mạng Avalanche này ở trong mạng ví MetaMask. Rồi, chọn sao chép địa chỉ này. Quay trở lại. Sau đó thì chọn My Invite Status. Còn gì nữa không? Thì ở đây là cái đường link chia sẻ của mọi người nhé. Ok, như vậy mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.